ngàn phía đến lễ đền, chạnh lòng tôi nhớ tới người em. Tôi có người em gái tôi. Xin chào các bạn, mình là anh Nguyễn. Mình sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Hiện tại thì mình làm công việc tự do, phần lớn thời gian mình sẽ tập trung cho công việc kinh doanh riêng. Bên cạnh đó thì mình cũng có tham gia một số về lĩnh vực nhiếp ảnh và thiết kế. Gắn bó với nơi này từ lúc sinh ra cho đến hiện tại thì mình vẫn luôn tự nghiệm là mình là một người con của thành phố này. Dù nguồn gốc của bạn ở đâu, bố mẹ bạn đến từ nơi nào thì tất cả mọi người cũng đã gắn bó để tạo ra được một Sài Gòn như bây giờ. Trong tiếng Pháp thì nó cũng có ý nghĩa là đỉnh cao của một ngọn núi hoặc là ngưỡng núi. Đây cũng là mong muốn và mục đích của mình, là mình luôn muốn vượt qua những cái đỉnh núi mới, luôn muốn hoàn thiện chính mình và sẽ không ngừng lại. Trước đây thì mình đã từng làm qua cũng khá nhiều công việc, từ chụp ảnh, thiết kế cho đến cả công việc nhân viên văn phòng, nhân viên bán hàng. Thì sau này mình mới được tiếp xúc với công việc là thiết kế về sản phẩm, tiếp xúc trong môi trường mà xưởng sản xuất, làm việc với các người thợ. Thì mình nhận thấy là các sản phẩm thời trang được làm từ các người thợ thủ công của Việt Nam mình có chất lượng rất là tốt. Từ đó thì mình cũng đã có nảy nhen nhóm một ý định là mình muốn kinh doanh riêng theo cách riêng của mình. Tính đến tháng 12 năm nay thì đứa con này của mình đã được tròn 3 tuổi rồi. Ngay từ những cái sản phẩm đầu tiên khi mà mình làm ra thì mình đã định hướng là mình muốn đem cái sản phẩm da thật, thời trang đến với các bạn trẻ, đến gần hơn với các bạn trẻ. Thì cái định hướng đầu tiên của mình là mình sẽ tiếp cận với các bạn qua mẫu mã và màu sắc. Do đó là mình lấy cảm hứng rất nhiều từ đường phố, từ cuộc sống để tạo nên các mảng màu cho các sản phẩm của mình. Việc tìm kiếm những cái ý tưởng phối màu của mình nó cũng đến rất là tự nhiên. Ví dụ như là những cái khung cửa sắt ở ngoài đường, những cái phối màu vàng, xanh, đỏ khi mà đặt kế nhau thì mình nghĩ là nó có thể áp dụng lên cái sản phẩm ví của mình. Và mình đã làm ra những cái bộ sản phẩm từ những cái góc nhìn đó. Thì mình mong muốn là khi mà nhắc đến đồ da thật hoặc là về các ví da thời trang thì người ta sẽ không chỉ nghĩ đến cái mảng màu như là đen, nâu hoặc là những cái mảng màu tối, thô mộc, mà mình cũng có thể làm nên những cái sản phẩm thời trang màu sắc bắt mắt như là các thương hiệu nước ngoài vậy đó. Tại vì cái tính chất của nó là da nó mềm, với lại cầm vô nó đầm tay, nó mỏng, thì mình chọn để mình sử dụng cho các loại ví mỏng. Nó phải có cái form để nó giữ cho cái này nè, cái gáy này nó chắc chắn, nó không có ọp ẹp nè. Những cái sản phẩm thời trang thường dễ bị cạnh tranh với là copy mẫu mã, thì em có bị lo sợ là em bị copy hay là gì không? Cái vấn đề mà cạnh tranh trên thị trường thì mình không tránh khỏi. Đó mới là lý do vì sao mà em nói là mình phải luôn đổi mới. Mỗi mùa, mỗi năm em đều ra mẫu mới, màu mới, sản phẩm mới, có những cái update mới và những cái dịch vụ đi kèm cho khách hàng. Thì khách hàng khi mà đã mua hàng quen của mình mà họ vẫn quay lại để mua những cái dòng sản phẩm mà mình mới ra, thì cái đó là cái thành công của mình nghĩ vậy. Nó còn dinh do trên cái bề mặt này là họ cán một cái lớp sáp, xong rồi họ dập cái vân này lên. Nhưng mà cái bản chất bề mặt của nó vẫn là da bò. Mình khởi đầu một cái gì đấy thì nó luôn luôn sẽ là gặp những khó khăn. Nhất là khi mà mình chỉ có một mình sẽ phải một mình lựa chọn và đưa ra những quyết định và chịu trách nhiệm với những cái quyết định đó. Thì trong khoảng thời gian mà mình quyết định là mình sẽ ra một cái brand riêng, thì lúc đó mình vẫn còn đang đi làm full time, thì cái việc phân chia thời gian và cả cái khả năng tài chính của mình lúc đó cũng chưa có đủ nữa. Thì mình phải giống như là gánh gồng giữa hai bên, là ban ngày 8 tiếng thì mình phải đi làm,
công việc văn phòng, sau đó thì về nhà thì mình mới bắt đầu có thể dành thời gian ra để trả lời cho khách hàng online, hoặc đóng gói hàng, hoặc làm tất cả những cái bước mà từ việc lên ý tưởng ra sản phẩm mới, rồi mình sẽ phải quảng bá nó như thế nào, mình chụp hình ra sao, rồi mình sẽ phải chọn xem là bước tiếp theo là mình sẽ làm gì. Thì tất cả những cái công việc đó khi mà nó dồn lại cùng một lúc á, thì mình nghĩ là lúc đó mình chỉ có nghĩ trong đầu một cái hướng là mình phải đi tiếp, xem là nó sẽ đi đến đâu. Thì Sài Gòn cũng chính là nơi mà tạo ra cho mình rất là nhiều ý tưởng. Mỗi khi mà mình bị đi vào một cái lối cục hoặc là bế tắc một chuyện gì đó, thì mình sẽ tìm cách giải tỏa là mình sẽ đi bộ ra phố, đi dọc những cái ngõ hẻm của Sài Gòn, mình lắng nghe những cái âm thanh đường phố, cách mọi người nói chuyện với nhau, những cái âm thanh của xe cộ, của chim chóc, mình sẽ nhìn thấy những cái điều bất ngờ mà mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ có thể bắt gặp khi mà mình đi bộ. Hiện tại sau 3 năm thì mình nghĩ cái thành quả của Lemon đạt được là cái tên thương hiệu The Lemon đã có chỗ đứng trên thị trường, tạo ra được sản phẩm signature riêng biệt và các dịch vụ đi kèm thì được khách hàng đánh giá khá là tốt. Tuy nhiên là mình và team vẫn luôn cố gắng sẽ chinh phục những cái đích đến mới trong cái chặng đường này. Nếu mà nói là lời khuyên thì mình nghĩ là nếu như mà bạn đang có những cái ý tưởng ấp ủ và bạn muốn mang đến một cái giá trị nào đó cho mọi người thì bạn hãy bắt tay vào làm. Còn nếu như mà cái mục đích của bạn là muốn tìm kiếm một cái doanh thu khủng á, thì thật sự là mình không có lời khuyên nào cả.